Đưa lên.
về phía trước, cười lên, cháu ơi chơi lên. Nhìn về phía trước mà má. Mấy thằng tí thẳng mặt với đâu chứ kể hết. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là trên đời này còn gì đẹp hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa lứa đôi. Và ngày hôm nay chú rể năm tới và cô dâu Lý Giang của chúng ta đã chính thức nên vợ thành chồng. Và ngay lúc này đây, cô dâu và chú rể của chúng ta đang chầm chậm tiến về trung tâm hôn trường cưới của họ nhà trai để cùng làm lễ bái gia tiên tại trong thư giãn. Thật vui và hạnh phúc, phái đoàn của họ nhà trai được nồng nhiệt chào đón phái đoàn họ nhà gái. Vâng, xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể đã trở về đây, thỏa lòng mong ước ngày về đoàn viên. Vâng, và ngay lúc này đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng chầm chậm tiến vào bên trong thư gia của gia đình để cùng làm lễ bái gia tiên. Xin được trân trọng kính mời. Không được mở. Không ai mở. Không ai ở trong kia. Người ta cho trong bếp mở à? Xin được trân trọng kính mời
Quý vị quan viên hai bên bọn họ, chúng ta sẽ cùng ngồi xích lại gần nhau để cùng uống chén kẻ thơm, những ly rượu nồng. Tí ít phút nữa thì sẽ chứng kiến buổi lễ thành hôn của chú rể Nông Tới sánh duyên cùng với cô dâu Lý Giang trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Không, các bà, cô dì, chú bác và các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc và những giây phút kim cương để đến dự và chúc mừng buổi lễ thành hôn của chú rể Nông Tới và cô dâu Lý Giang trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng kính mời các cụ ông thì chúng ta thì xơi thuốc xơi trà, vâng, còn các cụ bà thì xơi nước xơi trầu ạ. Xin mời các cụ, chúng ta sẽ cùng ngồi xích lại gần nhau và chờ ít phút nữa thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ xuất hiện ngay tại trung tâm sân khấu của gia đình họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng chúc mừng buổi lễ thành hôn cũng như là làm lễ bái gia tiên. Báo cáo với tổ tiên thì từ ngày hôm nay trở đi là cô dâu và chú rể đã chính thức nên vợ thành chồng. Xin đá. Đá cho xin một đi. Ôi, nghịch đá làm gì? Có nhau vừa lòng kiểu này kiểu tình kiểu này. Kéo tình ăn vào chỗ đỏ, ăn vào chỗ đỏ, môi mình môi ta viên kẹo là viên kẹo tình. Đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa con mắt liếc lại bằng ba đứng gần tới còn son giang đông còn son tới còn son giang cũng còn son bây giờ ta được làm con một nhà ta về thưa với mẹ cha ăn một viên kẹo cùng nhau ăn một viên kẹo không ăn cầm lấy không ăn cầm lấy cho cháu vừa lòng. Kẹo này kẹo tinh kẹo tình ăn vào cho ngọt môi mình môi ta viên kẹo là viên kẹo tình. Cảm ơn, xin mời cô ạ. Chạy em xin mời anh ạ. Dạ vâng, con xin mời chú ạ. Dạ, con xin mời chú. Đường xa tới đây, hãy nhận lấy viên kẹo. Dạ vâng, em mời chị. Dạ, em mời chị ạ. Không
Dạ vâng, cảm ơn. Xin nhận lấy viên thiều. Dạ vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ về chỗ trung tâm sân khấu. Vâng, về chỗ trung tâm tư gia của gia đình để cùng chuẩn bị những nghi thức và nghi lễ. Cô dâu thì xin mời các bên đại hội chúng ta sẽ cùng sẽ để giúp cho bọn này để ba em xin nhé. Trong khi chờ đợi chúng ta về lễ tộc của con nhà gái ngày hôm nay thì đã mang đến được chúc mừng những thành viên của chúng ta tới và hôm sau chúng ta sẽ được tham dự chức xin trân trọng kính mời con nhà gái ngày hôm nay cũng như là các cô các bà con viên thanh niên của họ đấy ăn đồ sẽ ok gần nhau thôi ăn đồ ok và ít phút nữa sẽ cùng chứng kiến và chúc mừng ngày thành hôn của chú rể năm tới sẽ bên cùng với cô dâu Lý Giang trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính quý vị quan viên hai bên bốn hộ thân mến. Vâng, lời đầu tiên cho phép đội tướng xin được đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho cô dâu và chú thể cũng như là ban tổ chức buổi lễ thành hôn của chú thể lớp tới sinh viên cùng với cô dâu Lý Giang trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép đội tướng xin được gửi tới toàn thể quý vị quan viên hai bên bốn hộ lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng đồng nghiệp nhất. Các con kính thưa quý vị thân mến, các cụ chúng ta thường nói rằng trai khôn thì lấy vợ mà gái ngoan thì gả chồng. Qua quá trình tìm hiểu thì được sự xét duyệt của ông Tô Bảo Nguyệt, được sự hưởng ứng của hai bạn trẻ, được sự nhất trí cao của hai bên gia đình cũng như được sự đồng tình của chính quyền hai địa phương thì ngày hôm nay thì hai gia đình chúng ta đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn cho chú rể năm tới sánh viên cùng với cô dâu Lý Giang trong buổi chiều ngày hôm nay. Để thay mặt ban tổ chức xin được xin phép toàn thể các bậc ở trên cũng như là các cụ ông của bà đại diện cho quan viên hai bên đối họ, họ nhà trai và họ nhà gái có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin phép cho cô dâu và chú rể được đặt lễ máy gia tiên. Vâng, cô dâu và chú rể của chúng ta đang làm lễ mãi gia đình này ở trong nhà. Vâng, một là chào hỏi mẹ cha, hai là ghi nhớ ông bà tổ tiên, hôm nay thêm một thành viên thắp hương kính thiện lên duyên vợ chồng, để cho nghĩa vợ tình chồng, để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ về lâu về dài, họ hàng đồng loạt cả hai chúc mừng hạnh phúc tương lai lâu bền. Vâng, cô dâu Lý Giang và chú rể năm tới vừa thực hiện xong nghi thức thắp hương để viếng lên gia tiên, báo cáo toàn thể các cụ tổng thể của chúng ta ngày hôm nay cũng là ngày lành tháng đẹp, hai gia đình chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn chúc mừng ngày vui trở lại của chú rể năm tới và con dâu Lý Giang. Tiếp về đây trước sự chứng kiến của quan viên hai bên họ, các cụ ông cụ bà và những người bậc về trên để chứng kiến cho cháu dâu con dâu của gia đình. Vâng, việc thắp nén hương thơm kính lên gia đình báo cáo với các cụ tổ tông kể từ ngày hôm nay trở đi thì gia đình của chúng ta có thêm một người con dâu, vợ họ tâm của chúng ta có thêm một người cháu dâu thế nào. Chính vì vậy, thay mặt ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị quan viên hai bên đối thoại là bất chấp thời gian nào nào đến dự và chúc mừng ngày vui trọng đại nhất của chú rể và cô dâu. Đúng rồi, đúng rồi.
hơn được một phần ba kg những cái món ăn trên các cái đại diện của thành phố hết đã hoàn tầm chín một kg và một cái thời gian rất là dài cho tất cả các bạn sẵn sàng cùng nhau đang cùng nhau làm cao á từ ra khoảng tầm cái khâu thắng tổ chức của con Lan người văn đây nhất ra chơi cùng chung cho phải nghi dự đây nhất mà thì cũng chào ta cùng bái mi ta tèm dân tận tổ tiên gia đình nông cha bác sĩ nhà đi người nhà gái thì cùng mi ít quà món quà nhỏ cùng mà từ bờ nhà trai thì một món thì nhà gái cũng rất trả vui thêm nữa thì cũng để cảm ơn mọi nhà trai tiếp đón rất nhiệt tình rồi rất chu đáo rất trả vui lên đi Lan thì cải ma thì phải thông tư để thoát phí ba ra cùng chiều này cùng phải công ty cho hắn mà cải ma thì chiều này bởi dù bố mẹ cũng bởi nhà gái thì cũng cũng như thì chuyển ăn lời thì mà giao tu lan hoặc mà nhập ở ngay lúc cha ba tình thì nhập vào hắn lúc lúc thì chỉ để phép đá cùng là từ phép đá qua trường tư thì ông bà cũng là nhà ba lớn nhà trai thì cố gắng thì phi cầu thì sắp quá phi mà thì cũng sắp mà thương anh em bên em cũng xin chúc sức khỏe mỗi cần luôn này bố bà gia đình cũng thế rất là đại diện cho phái đoàn hộ nhà gái và ngày hôm nay thì chúng ta xuất phát là người dân tộc Nùng và ngày hôm nay là cũng là bác đã phát biểu những câu phải nói là rất là ý nghĩa bốn mít à tám mít nhưng mà được con mít con này run được tám mít nhưng mà vừa để nét được bốn mít thôi quá nó cũng đuối anh đúng không thằng mà nè mà lo thằng nào không tài lạc lo bây giờ phụ nào á cũng thẳng mà hướng lái à tổ con lái thằng này không à đây lập cái sinh ra hạt sáng thì đào bài hát của mình nhà gái thì chúng ta này cô cũng cao cũng được của ma thú thì cũng mong muốn là giả sẵn cho khi nói lời phát biểu cái mồi quá cái tình lên được không mít vào nên nó mới thành được. Đúng rồi. Có mít vào thì cái này
Bà Thơm ơi gần tí nữa. Gần tí nữa. Vừa thì bà
con này có cô dù đi nấp dù hát như xa dù thì cháu giả cái xong rồi ta sống sau khi chuyển qua nốt đã dù tiếp theo là cái mình ăn luôn thấy trang phục ở hạt về lý lễ đời sống mới của bản thân thì chỉ nói cân mà cái bắt mà đeo cái lông lãn nữa là sẵn đấy cái này xá không có lì đâu. Bình đông là hoa hăng lâu, cũng lăng lâu, đi lỏng cho hả, đi xa, thế này cả. Nam tay sống lâu. Đi toát. Lực cắt rồi đấy. Thế là dùng đúng lắm cái này đó. Lượng cái lắm. Đi lên chơi. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển lại trung tâm sân khấu để cùng chứng kiến và những nghi thức tiếp theo để chúc mừng buổi lễ thành hôn của chú rể Nông Tới và cô dâu Lý Giang. Xin được trân trọng kính mời. Thuận lợi hơn cho cô dâu và chú rể.
vị thân mến, một lần nữa xin được đỡ lời cho chú rể Nông Tới và cô dâu Lý Giang ngày hôm nay. Xin được cho em chén nữa nào. Đấy. Vâng, đấy. Đấy, nhưng, vâng, hôm nay ngày vui mà đúng không? Lưu lại những hình ảnh thật là đẹp. Hay, rượu ngon, thèm lắm rồi. Lâu lâu phải thế, phải quay lại người đùng đấy, bản sắc dân tộc đấy. Đấy, mọi người đã vào của mâm cố rồi, ăn cố rồi các bạn nhá. Đấy, chú phải lên kênh Lằng Sơn không? Không ạ. Có ai giống chú thế nhỉ? Quay cái hàng thịt chó kia. À thế là đúng rồi. Không? Phải. Lúc nào cũng chó đầu tháng. Chính xác. Hai ba người. Chính xác. Vâng, là em ấy. À, là cháu ấy. Giống chú lắm, thầy bảo. Vâng. Con bảo ấy chồng ấy Ngọc. Đúng rồi. Bên này chi phí cũng cải tạo luôn. Chỗ này tay cái chắc chắn luôn á, tay. Món này tay đó. Làm cái đi. Vâng, cứ làm đi. Lưu lại cho cháu một ít kỷ niệm. Nói đi. Hay non đi nắng. Chẳng lung này, chẳng kéo này. Tí nữa anh gặp nhau nhá. Đây là hai vợ chồng đang đi mời khách. Nói to lên mới được. Chú ngày xưa nói to lắm. Vâng, anh phải nói to lên. Ê, nhiêu đi. Đây, vào đây em vào nhá. Cháu ngồi ở nhà. Đi theo đôi vợ chồng trẻ, mâm nào cũng uống một chén này nữa, say trước vợ chồng trẻ ấy. Cái gì đã được chén nào? Làm chén rồi. Cái gì đã được chén nào đấy? À, hả? Cái gì đã, chú đã được chén nào đấy? Đấy, vừa làm hóa chén rồi. Đấy, vợ chồng mới đi mời mấy chục mâm cố